Rồi, anh em thân mến, hôm nay là mùng 1 Tết cũng tối rồi, giờ này 8 giờ rưỡi rồi, ở nhà đang chơi lô tô. Thì mình sẽ bàn với anh em về một đề tài là sự bền bỉ và thiết kế động cơ của ba hãng Honda, Suzuki và SVM, và cái nào là dữ dội, cái nào mà kết cấu bền vững, cái nào mà không bền vững. Rồi, cái nào bền thì anh em tự rút ra được. Bây giờ trước hết là bây giờ là mình nói là bây giờ mấy xe đời đời sau này là chất lượng phụ tùng nó xuống lắm. Giờ mình so sánh là nhà giữa chiếc Yamaha Jupiter Sirius 110 với lại Suzuki 110 Viva và Dream Thái ha. Thì ba xe đó là nó cũng hơi tương đương với nhau, Dream Thái thì 100 thôi. Thì mình hay là quay Thái đi, quay Thái 110. Trước hết bây giờ là quay Thái là 110. Anh em biết là nó dên nó bằng dên thư chà 1 á. Ha. Nhưng mà bây giờ mình so sánh cái gì? Bây giờ mình so sánh lốc máy đi. Lốc máy thì cái những cái đời đó nó quay Thái hay là Su Viva hay là Su Viva là thắng đĩa hay thắng đùm vậy đều rất là ok, lốc máy rất là ok, đúc rất là ok, kim loại đều dạng nở vậy ta tính rất là ok, tại vì xe đời đó rất là mắc, với lại Jupiter rồi rất là mắc. Nhưng mình thấy là lốc máy thằng, nếu tính là lốc máy mà dày, Làm gì đây? Ba làm gì đây? lốc máy mà dày không, thì mình thấy là thời đó thì sơn tĩnh điện còn cho nên lốc máy là nó khó chốc luôn nè, sơn một lớp mỏng mà khó chốc. Lốc máy dày thì mình thấy là mình vẫn thiên về Suzuki với Yamaha ha. Nếu mà dòng dòng Suzuki là hàng Viva nè, với lại hàng Sirius hay là Jupiter là lốc máy nó vẫn dày hơn, mình không tính cái nhôm nó thiết kế như sao, pha cái gì mình không biết, thì Honda vẫn mỏng hơn. Thứ hai á, theo cái thời gian á, Yamaha với lại Suzuki nó thiết kế bạc đạn dên á, cái lưng bạc đạn dên đó nè, cái lưng bạc đạn dên á nó mốt hơn so với Honda. Honda là lúc mà chiếc rim Thái hay là chiếc quay Thái Future 1 đập thùng á, cái lưng bạc đạn nó đã có độ rơ nha anh em, là khi mà mình ví dụ xe đó mới đập thùng luôn, anh em tháo ra nắm cái cốt nồi nó vẫn giật giật qua giật lại theo độ độ dọc, là cái ổ bi bạc đạn dên nó đã lắc như vậy rồi, người ta thiết kế như vậy. Tại cây dên, cái má dên nó khi mà nó khi cây dên nó vận động nó có độ, phải phải có độ sống anh em, bạc đạn dên nó phải có độ sống, ví dụ nó không sống cái lưng bạc đạn thì nó phải sống cái trong cái cốt, ví dụ cái lưng bạc đạn mình đóng chết vô máy cứng thì cái cốt để đi cái lòng trong bạc đạn này cũng phải đi qua đi lại đó, là cây dên đó, là bạc đạn dên là phải có một bên sống một bên chết nha anh em, mà phải một bên sống thì cây dên đó nó mới hoạt động là ngon được. Anh em để ý là kỹ ra không, Sirius thì cái bạc đạn nó cứng ở bên phía bên hoa lăng, còn những dòng xe mình không nói đến cái dòng xe mà quay Thái 110 rồi, những dòng xe bây giờ như Future Neo rồi thì nó cứng bên nồi, thì mình thường thường anh em khò lửa để bỏ vô đó. Rồi thì mình thấy là thiết kế cùng một dòng xe 110, nhưng thằng 110 thì thằng Suzuki nó thiên về động cơ phân khối lớn anh em, lúc nào nó cũng thiết kế bạc đạn dên lớn hơn hai thằng kia, mình thấy rõ ràng. Anh em biết cái bạc đạn dên của Suviva là bao nhiêu thì anh em cứ để lại bình luận, thì mình đã làm nhiều chiếc Suviva rồi, bạc đạn dên nó rất là lớn, lớn hơn cả Jupiter rồi, với lại Sirius, với lại hàng rim quay thì 6304 mà Jupiter thì 6205, 6304, rồi có nhiều chiếc lớn hơn, còn bạc đạn dên của thằng Suviva nó rất là lớn đó. Thì thằng Suviva nếu mà xài cái nồi xài chảo á, 4 số tới á, nồi mà cái đời xài chảo anh em Suviva Thái á, anh em biết là cái cục máy nó nặng hơn thằng cục máy, mình chắc chắn là nó nặng hơn cục máy của thằng Jupiter với lại thằng quay 110, có thể là nặng hơn ẹt 150 luôn, thời đó là nồi đó là bằng sắt, mấy đế nồi nó là bằng sắt hết anh em.
Rồi. Rồi tại sao nó chạy bốc hơn Honda? Tại vì má dên, tai dên của Yamaha đó, nó cũng làm to hơn, nó dày hơn của hàng Honda. Rồi má dên nó cũng làm nặng hơn đó anh em. Dên nó dên lớn, lớn hơn của hàng hàng quay 110 nhiều lắm anh em. Rồi hàng su thì má dên nó rất là nặng. Dù dên nó không phải là dên khuyết, nó không phải giống như là Jupiter rồi, nhưng mà nó dên nó cũng rất là nặng. Rồi thiết kế mà nó lỏng cái lưng bạc đạn của hàng quay 110 á, thì theo một thời gian mình chạy á, mình chạy mình thồ nặng á, thì nó sẽ bị giọng giọng lóc, có nghĩa là giọng lưng bạc đạn, lưng lóc, nó phát ra tiếng kêu khó chịu lắm. Thì chỉ còn cái cách là anh em đi rút lốc thôi, khò gió đá, khò nhiệt để rút lốc. Nhưng mà rút lốc á, nó sẽ xảy ra tình trạng là nóng máy. Nếu mà anh em rút quá, rút không vừa tay á, không đều tay, sẽ ra tình trạng là nóng máy. Nếu mà nó lỏng lốc bên nồi á, thì nó xảy ra hiện tượng là hú nồi, nó bị giật cốt, giật bạc đạn sao thì nó sẽ hú nồi, nó không đều nó sẽ hú nồi anh em. Rất là nhiều người anh em mà bị hú nồi mà khi rút lốc thì anh em để lại mình lần. Rồi thì cái đó là cái nhược điểm của thằng Honda. Rồi thì anh em biết là mấy cái thằng Suzuki, Yamaha là thiên về tốc độ. Này Suzuki thằng dòng Viva anh em đầu bò với lại nồng, nó thiết kế rất là hầm hố. Rồi mình nhớ không lầm là Suviva hai đĩa đó anh em, cái bà đạn cam nó rất là lớn, bà đạn cam ngoài mà ngay chỗ đĩa dẫn đĩa chiền á, là nó là 6304 bằng bà đạn dên của thằng Honda, của quay Thái, của quay 110 Thái. Rồi thêm một cái nữa thì anh em nào biết tại sao lại thiết kế bạc đạn dên như vậy thì anh em để lại bình luận cho mình. Thì Honda thường thường có những xe phổ thông như quay Thái, Future, Rim Thái hay là Cúp gì, nói chung là những dòng xe 110, 125, Future Neo cũng vậy, thường nó làm hai bạc đạn dên bằng nhau, nó làm hai bạc đạn dên bằng nhau, anh em có đồng ý không? Mà Winner thì mình chưa biết, nhưng mà thường thường nó sẽ làm hai bạc đạn dên bằng nhau đó. Không biết cái này nó có thêm, nó có giúp gì về tốc độ không, tại vì bạc dên thì nó chỉ chuyển động tròn thôi, nhưng mà mình không biết là nó có giúp gì thêm tốc độ của hãng xe Yamaha Suzuki không. Nhưng Yamaha Suzuki á, thường thường cái bạc đạn dên, mà cái bạc đạn bên cái lốc giữa bên nồi, cái lốc số là nhỏ nhưng mà lốc giữa bên nồi nó to hơn anh em, nó to hơn cái bạc đạn bên hoa lăng, bên lốc số đó, bạc đạn dên rất là to đó. Như là hàng hàng Exciter ha, ví dụ giờ là mình không 135 á, thì cái bạc đạn dên bên đây làm như là 6205, còn bên đây là 6305 vậy đó, mình không nhớ kỹ lắm nhưng mà nó là như vậy. Còn đó thì cái thiết kế đó là cũng là nó có một cái gì đó tối ưu, y như xe xí xe của mình đó, bà đạn cam tại sao nó làm không hai bên không đều nhau, mà cái bên mà cái đĩa cam á, lúc nào bà đạn cam nó cũng lớn hơn. Cái đó là cũng là do cái ý đồ sản xuất là cái moment lực như thế nào, thì mình cái đó mình chưa nghiên cứu ra tới, nhưng mà người ta làm như vậy là nó phải có lý do đó. Người ta làm bạc đạn dên tại sao mà một bên lớn một bên nhỏ, nó phải có lý do đó. Còn độ bốc rồi mình nói là mình chỉ so sánh là bạc đạn dên với lại tai dên, ắc dên của Yamaha, cái ắc dưới ắc mà tai dên từ má dên, tai dên với bạc đạn đũa đó, với lại Yamaha Suzuki thì mình thấy nó cũng lớn hơn Honda nữa. Nhưng mà Honda nó thiết kế như sao, nhưng mà thiết kế như thế nào mà ngày xưa Rim Thái với Quay Thái á, Quay Thái dù 100 hay 110 á, thì chạy cái tốc độ nó còn phụ thuộc vào lửa với lại chất lượng phụ tùng nữa. Thì Quay Thái với lại Rim Lùng ngày xưa nó chạy ngoài 100 anh em. Nó chạy ngoài 100 là do gốc đánh lửa cái gì hay là hổng hãm tôi, cái đó là xăng cộ gì thì mình không biết, cái đó còn nhiều cái yếu tố lắm. Chứ bây giờ xe mà 125 rồi, nhiều khi nó chạy cũng tới mức là 90 là hết rồi, quay F 110 rồi chạy cũng cả đó là hết rồi, cỡ 100 là quá mức anh em. Còn ngày xưa thì cái xe có thể là chạy được 101, 102 như rim lùn. Thì từ cái thiết kế đó thì cho mình một cái suy nghĩ là tại sao Honda lại làm như vậy và Yamaha lại làm như vậy.
Thì nếu mà thiết kế như vậy á, thì khi mà cái máy nó tàn rồi anh em, cái máy nó tàn, nhưng mà cái lưng lốc của Yamaha với lại Suzuki á, cái lưng nó là lưng chết, lưng lưng bạc đạn á, thì khi mà đại tu máy thì mình, nếu mà mình cạo dên theo đúng phương pháp kỹ thuật á, thì cái lốc máy nó sẽ không bị giọng lốc. Rồi trừ khi tai dên lột lên em xài vớt tàu lao hay là gì, do lý do gì đó thì phải thay tai dên thôi. Còn nếu mà dên thì nó anh em loại trừ cái phần dên đi. Thì có một cái điều thú vị là cái thời mà Jupiter với Suviva với lại Rim Thái, thì cái bộ số, mình không nói tới cái nồi, cái nồi Honda thì nó dở hơn, nó dễ hú hơn Yamaha Suzuki, nhưng bộ số của thằng Suzuki á với Yamaha thì nó hú số 4. Tới chạy tới thời điểm này nó hú số 4 rất là nhiều. Yamaha là tàu rút nè, si rút nè. Còn Suviva đồ anh em chạy tới số 4 nó rất là khó chịu, muốn bán xe liền. Nó hú số 4. Số 4 là chạy nhiều nó rất là khó chịu. Mà thì Honda thì bộ số nó lại không hú. Nó ít hú lắm anh. Bộ số mà xe phổ thông, những chiếc xe rim quay ngày xưa City rồi nó không có hú đâu anh. Cái đó là cũng là cái hay. Thì đó là cái những cái gì mà mình muốn nói trong cái clip hôm nay. Thì anh em nào mà biết cái lý do tại sao mà Yamaha Suzuki á, thiết kế bà đặng dên là một bên nhỏ một bên lớn, một bên số nhỏ một bên số lớn, một cái to một cái nhỏ đó, bên hoa lăng thường thường là nhỏ, mà bên nồi á, thì bên lốc cái dên bà đặng dên lốc bên nồi nó to. Thì anh em để lại bình luận để mình có thể học hỏi, và anh em xem kênh của mình có thể học hỏi. Anh em nhớ đăng ký kênh của mình. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi, nhớ đăng ký kênh. Chào anh em.